Vào lúc 16 giờ chiều nay ngày 24 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia trận đấu thuộc vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Trong trận đấu trước đó, trận đấu cuối cùng tại bảng C với U23 Philippines, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội cho các cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ thi đấu khá chệch choạc và vẫn còn khoảng cách nhất định với các đồng đội khác. Thậm chí, sự mất bình tĩnh của các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở cuối trận đã khiến cho vị thuyền trưởng người Khánh Hòa tỏ ra không hài lòng. Và chắc chắn, khi bước vào đối đầu với U23 Malaysia, một đối thủ khó khăn hơn rất nhiều, U23 Việt Nam sẽ cần có sự thay đổi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trước trận đấu bán kết, nhà cầm quân người Khánh Hòa sẽ có những điều chỉnh khi tung các cầu thủ kinh nghiệm vào sân. Trong khung gỗ, Quang Văn Chuẩn thi đấu thiếu an toàn nhưng vẫn là sự lựa chọn số 1. Và thi đấu bên phía đội trưởng U23 Việt Nam là Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, đảm trách hành lang hai cánh là Thái Bá Đạt và Ngọc Thắng. Bộ đội tiền vệ trung tâm dự đoán vẫn là Khuất Văn Khang và Văn Trường. Và hai bên cánh, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể đặt niềm tin vào Đinh Xuân Tiến, Minh Khoa. Trên hàng công, Phạm Đình Duy sẽ sát cánh cùng Quốc Việt. Đây là đội hình tối ưu của U23 Việt Nam với những gương mặt quen thuộc cùng người hâm mộ. Hà Nội đã có những sự chuẩn bị để mà hướng tới trận bán kết tiếp theo, thì em nghĩ là ngày mai sẽ là một trận đấu đáng xem để mà có như các cầu thủ có thể thể hiện hết bản năng, hết khả năng của mình. Về đội thủ Malaysia thì bọn em cũng đã gặp nhiều lần rồi, nhưng mà về thì bọn em sẽ phải ngày mai cho em sẽ có một cuộc họp để mà tìm hiểu đối thủ cũng như là những điểm mạnh điểm yếu để mà có thể hoàn thiện trong trận đấu, có thể mà thắng. Em nghĩ là khi mà vào bán kết thì tất cả các đội bóng đều sẽ là một đội bóng mạnh và xứng đáng để mà có thể thành quyền vào chơi, và em nghĩ Malaysia cũng vậy, cũng là một đội bóng tốt. Đội bóng Việt Nam của em cũng là cố gắng để mà thể hiện chơi tốt nhất. Sau trận đấu này thì đội thắng của em cũng như mọi khi, thì bên sau trận thì cũng mọi người họp mà giải quyết những vấn đề còn dư trong trận đấu. Đấy là những điều mà trong nội bộ. Nhưng trận đấu thì chắc chắn sẽ có những tình huống căng thẳng xảy ra, và những trận đấu nào cũng vậy, cũng không thể tránh khỏi những tình huống va chạm vào bóng, nhưng mà em nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Là em nghĩ mọi người cũng không có gì là quá căng thẳng. Em nghĩ tinh thần toàn đội rất là tốt, và mọi người đang chờ đến chiều ngày mai để bước vào trận đấu bán kết. Em nghĩ Tài Tuấn là một người thầy luôn là tạo rất nhiều cơ hội cho các cầu thủ, như mọi người đã thấy thì hôm qua đã tạo cơ hội điều kiện cho các bạn 17 tuổi, 18 tuổi vào sân, thì đấy là một không phải huấn luyện viên nào cũng dám làm điều đấy. Thì em nghĩ là tên đã trao hội rất là nhiều tin tưởng cầu thủ của mình. Khi mà không hành tình như vậy thì tất nhiên là mọi người sẽ vẫn phải làm việc tiếp tục thôi, mà mọi người sẽ phải ra sân và làm việc. Đấy là minh chứng để mà làm sao để mà cái minh chứng để mà mọi người cùng nhau tiến bộ ở chung. Em nghĩ là thể hiện thì phải cần một quá trình rất là dài, và em nghĩ là cầu thủ sẽ phải cũng như em thôi, cũng phải chứng minh bản thân mình và có thể có cơ hội để sự làm sao mà xứng đáng để trao tiếp hội.